Hai người đàn ông điều khiển xe máy đã tông vào biển cảnh báo công trình phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 22 giờ 30 phút đêm qua trên đường tỉnh 743, đoạn qua phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và cách đây ít ngày thì cũng tại khu vực này đã xảy ra vụ tai nạn với nguyên nhân tương tự. Thời điểm trên, hai người đàn ông chở nhau trên xe máy mang biển số tỉnh Đồng Tháp, lưu thông trên đường tỉnh 743, theo hướng từ thị xã Tân Quyên đi thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khi xe tới đoạn khu phố 2, phường An Phú thì tông vào biển cảnh báo công trình. Cú tông mạnh khiến hai người bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Trước đó chiều ngày 28 tháng 8 cũng tại nơi đây, một xe máy đã tông vào biển cảnh báo công trình khiến cho một người đàn ông nguy kịch.